Bán trà sữa ăn vặt, thanh niên dán một đống bằng cấp lên tủ khiến ai đến mua cũng áp lực ngang. Chạy đi thằng cháu ơi, lùi thôi, chạy đi. Theo đó chàng trai mở quán bán trà sữa ăn vặt ở bên cạnh trục đường có nhiều người đi qua. Bên trên chiếc tủ kính là những chai nước và đồ dùng để anh pha chế. Bên trong là một số đồ ăn vặt và nguyên liệu để làm trà sữa mỗi khi khách đến order mang đi. Tuy nhiên, điểm nhấn không nằm ở những thứ đó, mà thứ đập vào mắt mỗi khi ai dừng lại mua lại chính là đống bằng cấp được anh flexing ở ngay phía trước mặt tủ kính. Với vô số những bằng cấp, chứng chỉ, giấy khen, toát lên một mùi đầy tri thức. Sau khi bị nghi ngờ những tấm bìa đỏ kia chỉ là hàng giả được anh treo lên để làm màu, bởi không lẽ cầm trong tay nhiều bằng cấp đến thế nhưng cuối cùng vẫn đi bán trà sữa vỉa hè, chàng thanh niên liền quay cận cảnh để chứng minh cho mọi người thấy tất cả đều là hàng real. Cụ thể, chủ quán sở hữu giấy chứng nhận ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh, bằng tốt nghiệp cử nhân của trường Đại học Cửu Long, giấy khen của trường đại học trao tặng cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh đạt thành tích học tập loại giỏi. Thành tích học tập mà anh chàng flexing ở trong chiếc tủ đã làm nhiều người không khỏi áp lực ngang mỗi khi đến mua, nhất là mỗi lần đi cùng phụ huynh là y như rằng bị so sánh với con nhà người ta, nhìn vô là tự ái muốn quay xe ra về luôn. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp tri thức thì nhiều người cũng tự rút ra một châm ngôn để tự an ủi bản thân rằng học nhiều quá, cuối cùng cũng đi bán trà sữa, tốn tiền của bố mẹ ghê, thôi thì kiến thức đủ dùng như mình có khi lại hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.